pha ra tay bất ngờ của một đực. Chúng ta cùng xem. Rồi, làm gì đây? Như vậy là sau khi dừng xe, thanh niên này làm gì? Ồ, cầm cái gì đây? Phóng lợn à? À, cái gì đây? Vâng, móc cái gì đây? Như vậy là cái gì rơi xuống đây? Rồi, như vậy là một đống quần slip đã rơi xuống. Thanh niên đã ngay lập tức cầm ra. Ồ, rồi, thấy chưa? Như vậy là chỉ lấy màu đỏ thôi nha. Còn những cái màu của kia là không lấy nha. Đấy, đằng này có rất nhiều các thanh niên là có những cái biểu hiện biến thái khi mà đi lựa quần lót của các cô gái. Tôi không biết là mục đích của các anh là làm gì, nhưng mà nghe nói là về để ngâm rượu đấy. Bạn nào ủng hộ những video mới thì đừng quên click vào đây xem, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ nha. Kênh Tô Tin Tức.